Hello guys, welcome back to the Fun Phonetics. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình dạy online của trường Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông. Thì cái lúc nãy thì chúng ta đã dừng ở phần đó là cách phát âm đuôi S và ES. Và hôm qua chúng ta đã kết thúc với cái phần đó là cách phát âm đuôi ED ở cuối. Vậy hôm giờ này chúng ta sẽ thầy sẽ giúp các bạn luyện tập và các bạn sẽ thành thạo trong cái việc nhận dạng, nhận diện cái những cái đuôi các bạn cần nhớ, còn những cái ngoài đó thì các bạn chỉ cần gọi là nhớ những cái cần thiết, còn những cái còn lại không cần phải nhớ, loại trừ thì các bạn sẽ làm được bài tập tốt hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ thì thầy review cho các bạn đó là âm ED, đuôi ED, kết thúc đuôi ED được phát âm thành ba âm đó là t. À đó, các bạn thấy t thì kết thúc những cái âm nào đó, k đúng không, đó k. Vậy âm k nó được kết thúc bằng những cái chữ cái nào, k o k đó, p thì p kết thúc bằng p o p e. Đó các bạn, s kết thúc bằng s h, âm ch nó kết thúc bằng ch, C H F lại nó được kết thúc bằng F hoặc là T H O P H. Đó. Còn S nó được kết thúc bằng những âm này, S S hay là C E. Đó, hay là nữa đó là âm X. Rồi it chỉ cần kết thúc bằng t, d hay là t hay d. Còn loại trừ những cái này ra là những cái âm được phát âm đó là d. ED này được phát âm đó là d. Là những âm còn lại như m, n, v, e, a hay là những chữ cái như m, n, V đó. Phần thứ hai đó là chúng ta vừa nói lúc nãy đó là S hay ES được phát âm cũng thành ba âm, đó là S kết thúc bằng K K P P T H F T thì được kết thúc bằng bằng những cái này thì S hay ES được phát âm đó là S. Thứ hai đó là is. Đó, kết thúc bằng S S C E S E X Z E hay là Z G E S H C H. Thứ ba đó là âm Z. Đó là những loại ngoài những cái này ra của hai cái âm này thì những cái còn lại được phát âm là z. Đó là các bạn cần nhớ. Vậy để các bạn thành thạo trong cái việc làm bài tập và của cái phần phonetics, phần đầu tiên đó là cách phát âm đuôi ed hay đuôi ses. Practice more. Now each side one đó là đuôi ed. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. À, các bạn nhìn vào bài tập. À, các bạn nhìn vào bài tập. Ở đây thầy có five sentences. À, number one. Number one thì các bạn chú ý nhận diện ở cái
cái nào? À, đó. Những cái âm cuối của một từ. Arrive, à, believe, à, ba cái từ này thì nó giống nhau, đó. V đều kết thúc bằng v. Còn dễ dàng nhận thấy chúng ta gì? Chỉ có chữ cái câu đi nó lại đó. Được phát âm như vậy. Cho nên chúng ta cũng sẽ dễ dàng đó là ABC đều được phát âm đó là nó kết thúc bằng âm chữ cái V E. Thì khi thêm ED này thì chúng ta sẽ thấy đó. Thì ED nó lại được phát âm đó là D. Còn riêng câu D nó lại kết thúc bằng P E. Và khi thêm D thì nó là được kết ED nó được phát âm đó là T. À, vậy chúng ta câu trả lời cho câu one đó là D. À, hope. Còn arrived, believed, received. À, tương tự như thế, câu số 2. Chúng ta thấy câu số 2. Câu A nó kết thúc bằng âm nào? À, chữ cái nào? N. B kết thúc bằng chữ cái K. K. C kết thúc bằng chữ cái Y. Và câu D kết thúc bằng chữ cái R. À, vậy khi thêm ED chúng ta thấy có sự khác. ED này thì khi N ngoài những cái âm còn lại thì nó được phát âm là D. Đó. Ở Y cũng vậy, được phát âm là D. Nó được phát âm đó là D. Đó. Còn riêng âm này khi thêm ED nó lại được phát âm đó là T. Đó. Vậy chúng ta sẽ nhìn dễ dàng nhận thấy đó là câu trả lời của chúng ta ở câu số 2 đó là B. Đó. Opened, knocked, played, occurred, occurred. Đó. Câu số 3. À, câu A kết thúc bằng âm B. À, hai chữ cái B. À. Câu thứ B được kết thúc bằng chữ cái đó là G hay âm G. C kết thúc bằng chữ cái P hay P. Và câu D nó kết thúc bằng chữ cái đó là L. O. À. Vậy nhìn thế này thì chỉ có một cái âm đó là P khi thêm ED nó được phát âm đó là T. Còn những cái còn lại được phát âm là D. À, tại sao thầy lại thêm một bi ở đây nữa? Bởi vì động từ một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm và trước nó là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm để thêm ED. Cho nên chúng ta sẽ thấy như câu A, B hay C đều phải double consonant, đó, gấp đôi phụ âm. Đó. Đó. Vậy được phát âm đó là D. D. Và âm cuối cùng, à, âm thứ ba đó là câu C đó là nó chỉ nó được phát âm đó là T. Và cái này đó là thêm gì? ET nó được phát âm đó là D. À, vậy chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt D, D, D. Còn câu C nó lại được phát âm khác đó là âm T. À,
Vậy thì câu chúng ta là đáp án của chúng ta là C, stopped. Còn những cái là dropped, dead, filled. Đó. Đó là câu thứ ba. Sang câu thứ bốn. Là number four. Câu A kết thúc bằng number four. A kết thúc bằng M. À. Chữ cái M. À, bởi vì là một nguyên một âm tiết cho nên chúng ta phải double M để thêm I. ED và ED này nó được là âm D. B. Đó là kết thúc bằng L và cũng phải double L, E, D. Và cũng ED được phát âm đó là D. Câu C. Đó là kết thúc bằng past ED. Đó. Các bạn đã thấy sự khác biệt cho nên đó là phát âm là T. Và câu cuối cùng đó là stirred D kết thúc bằng âm R. Cho nên khi thêm ED ED này được phát âm là D. Đó. Vậy chúng ta cũng thấy sự khác biệt. Đó là C. Đáp án của chúng ta đó là C. Past. Past. Còn dimmed, traveled và stirred. Còn chữ past. Khác biệt. Câu số 5. Chúng ta thấy câu A kết thúc bằng chữ cái P. À. À, vì một đó là một âm tiết cho nên gấp đôi phụ âm và thêm ED. Và ED này được phát âm là T. À, P được phát âm là T. B. Âm kết thúc của chúng ta đó là G. Cũng phải double G và thêm ED. Đó là nó được phát âm là T. C. Quarreled. Quarreled. Nó được phát âm là nó kết thúc bằng L và double L, E, E, D. Nó được phát âm là D. Câu D. Đó là kết thúc bằng Y. Y này khi thêm ED à, chúng ta biến về gì? À, đối với từ carry ED và thêm I và thêm ED. Và ED này cũng được phát âm là D. Và chúng ta nhìn thấy sự khác biệt. Đấy, câu đáp án của chúng ta đó là A. Tipped. Còn những từ như back, corrode, carried. Đó là tiếp tục. Number 6. Number 6. A nó là kết thúc bằng chữ cái Y khi thêm ED. À, Y trở thành I và thêm ED. Và ED này cũng được phát âm là D. B. À, abate. À, kết thúc bằng Y. ABD. À, thì ED này đã được phát âm D. C. À, kết thúc bằng chữ cái N khi thêm ED thì ED này cũng được phát âm là D. Và câu cuối cùng là D kết thúc bằng K khi thêm ED. Âm này là K, nó là âm là K. Vì thế ED nó được phát âm là T. Vậy chúng ta cũng nhìn thấy đó là khác biệt. Đó là âm. Câu đáp án của chúng ta là D. Tried. Abate. Clint và asked. À, asked phát âm chậm. Number 7. A chúng ta thấy kết thúc bằng
ED, tương tự như trên thì ED này phát âm t. Đó. B là kết thúc bằng D. À, khi thêm ED nó lại là it. ED này được phát âm là it. It. C. Work. Kết thúc bằng K và khi thêm ED thì nó lại t. Và câu D là C E. Nó được khi phát âm C phát âm là s, cho nên ED này được phát âm là. Vậy chúng ta cũng thấy sự khác biệt, đó là câu đáp án của chúng ta là B. Những cái là added, worked, pronounced. Đó. Number 8. Number 8, câu A kết thúc bằng âm t và ch. À, khi thêm ed, ed này được phát âm đó là của b kết thúc bằng n e. Nó phụ âm ha, n e. Khi thêm ed, ed này được phát âm đó là d. Của c kết thúc bằng r, nhưng mà lại double r, chúng ta y đi thì phát âm là d. Và câu cuối cùng của chúng ta đó là d, nó được kết thúc bằng w. Khi thêm ed phát âm là d. Vậy chúng ta sẽ thấy đáp án của chúng ta đó là a. Watched, found, referred, float. Float. Number 9. Number 9. Chúng ta sẽ thấy câu A nó kết thúc bằng âm chữ cái E. Khi thêm ED được phát âm là D. B. Kết thúc bằng D như thêm ED nó lại được phát âm là it. Câu C nó kết thúc bằng LE. ED nó LE này nó được phát âm đó là D. Và câu D đó là kết thúc bằng VE. Khi thêm ED loved. Vậy đáp án của chúng ta đó là B. Succeeded. Succeeded. Còn ở đây, đây là agreed, smiled, loved. Đó là đáp án của chúng ta. Câu số 10. A kết thúc bằng GH. Khi thêm ED thì nó được phát âm là t. Câu B là kết thúc bằng âm chữ cái SH. Khi thêm ED thì ED này cũng được phát âm là t. C kết thúc bằng P. Khi thêm ED nó vẫn được là phát âm là t. Và câu cuối cùng của chúng ta đó là way. Kết thúc bằng chết. Nhưng các bạn chú ý, chết, cái chết này này ở cái động từ love nó được phát âm là, nó được phát âm là F, nhưng ở đây nó lại là âm câm.
Vì thế chính xác ra đó là way được kết thúc bằng âm y, đằng trước đó là âm y, chúng ta sẽ tính được âm y bởi vì nó là cầm way. Cho nên khi thêm ed, cái gs này nó không được phát âm, vì thế ed này vẫn được phát âm, đó là nó được phát âm là d, không giống thằng câu a đó là love, còn ở đây không, wait wait, nó là become. Cho nên đáp án của chúng ta đó là wait. Loved, washed, help, helped. Đó là đó, thầy đã hướng dẫn cho các bạn cụ thể làm bài như thế nào và nhận dạng mực ở cái bài tập hôm nay. Thì mấy những câu tiếp theo thì các bạn cho các bạn về nhà làm và các bạn xem bài những cái hướng dẫn của thầy và các bạn làm những cái còn lại. Chúng ta sang bài tập thứ hai, đó là exercise 2 ES hay là S. Có bao các bạn nhìn vào câu thứ nhất. Các bạn nhìn nhận thấy cái điều gì? Exercise 2. Thì các bạn nhìn thấy cái gì? Chúng ta thấy câu A kết thúc bằng chữ gì? M. M. Khi thêm S, vậy S này nó lại được phát âm là gì? Z. B. Kết thúc bằng gì? Âm K. S là K này, nó là không phải Z mà là âm Z. C. Nó kết thúc bằng âm T, nhưng chữ cái là T. Vậy S này được phát âm là S. Và love, D, G, H. Khi thêm S thì nó bằng là S. Vậy chúng ta nhìn thấy đó, khác biệt đó là đáp án của chúng ta đã là A. Schemes, works, sets, laughs. Number 2, A, nó kết thúc bằng X. Mà X, đuôi X phải thêm ES, không phải thêm S. Và nó được kết thúc là, cho nên nó được thêm is. Nó này được. Bởi vì các bạn chú ý cho thầy cái chỗ này, X nó kết thúc bằng âm s, cho nên phải thêm es. Và khi đứng sau es, đứng sau âm s, thì nó được phát âm là is. B, đó là chúng ta thấy đuôi đó là sh, và khi thêm es thì es cũng được phát âm là is. C, SS, thêm S là is. Câu D, nó là gì? Kết thúc bằng O. Thêm ES, thì ES này nó lại được phát âm đó là Z. Không phải is mà là Z. Vậy chúng ta nhìn thấy đáp án của chúng ta đó là D. Câu đầu tiên là fixes, pushes, misses, goes. Number 3, kết thúc bằng câu A, kết thúc bằng I, ES, được phát âm là Z. B, kết thúc bằng âm Z,
Z, es này nó được phát âm là, chúng ta thấy đã, thì is. C, ta thấy study, study kết thúc chính xác ra nó là kết thúc bằng y, nhưng mà I thêm es, es này nó lại được phát âm là z. D, kết thúc bằng cũng là y, nhưng mà khi thêm es thì nó phải đổi thành I và es. Es này cũng được phát âm là z. Vậy các bạn nhận thấy đó là các đáp án của chúng ta là B. Buzzards, buzzards. Còn cries, studies, supplies, supplies đó. Những cái từ của chúng ta. Tiếp theo. Number 4 đó là chúng ta thấy đây kết thúc bằng D, cho nên S được phát âm là Z. Còn T kết thúc bằng T, note, cho nên S được phát âm là S. Reply, Y, I, ES được phát âm là Z. Và sing kết thúc bằng G, cho nên được phát âm là S, Z. Vậy chúng ta nhận thấy đó là hold z, notes. Cả các bán của chúng ta đó là B. Những cái phát lại là phát âm là Z. Number 5 kết thúc bằng P, cho nên S phát âm là S. Cái này phát âm, kết thúc bằng V, VE, cho nên phát âm là Z. Clean, N, cho nên được phát âm là Z. Prepare, RE, cho nên được phát âm là Z. Vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là câu 5 là khác biệt với những câu còn lại. Đó là bài học của chúng ta. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn làm bài rất kỹ về cách phát âm ED và S hay ES. Chúc các bạn làm bài tốt và cũng như là luyện tập tốt ở nhà. Thank you for your watching. See you later. Bye.